Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm M1ND được sản xuất tại Yunesi. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về M1ND cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của M1ND Seraqui, l thinai gaba n và L-Tyrosine Dạng bảo chế Dạng gói Công dụng và chỉ định của M1ND Công dụng Hỗ trợ tăng cường cung cấp các dưỡng chất cần thiết và tốt cho não bộ tái tạo và khôi phục lại các tế bào não bị tổn thương. Từ đó, tăng cường và cải thiện khả năng ghi nhớ, giảm triệu chứng mất trí nhớ hay quên. Hỗ trợ cải thiện tốc độ phản xạ nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó, còn giúp đẩy mạnh khả năng tư duy nhanh nhạy hơn. Hỗ trợ tăng cường sự tập trung tối đa cho người dùng, nhất là với người lao động trí óc, học sinh, sinh viên. Chỉ định. Người bận rộn với nhiều công việc làm cho hay quên đãng trí. Người bị suy nhược thần kinh do thiếu chất. Người muốn hỗ trợ ngăn ngừa cải thiện phục hồi tai biến mạch máu não. Người lao động trí óc như học sinh, sinh viên, nhân viên giúp tăng sự tư duy, tập trung hơn trong công việc. Cách dùng và liều dùng của M1ND. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Nên sử dụng từ 1 đến 2 gói mỗi ngày và đặc biệt không uống quá 3 gói chống chỉ định của M1ND. Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc, với hydroxyzin hoặc bất cứ dẫn xuất nào của piperazine. Bệnh nhân suy thận nặng có độ thanh thải creatinine dưới 10 ml trên phút. Lưu ý khi sử dụng M1ND. Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa và thể trạng của người dùng. Sản phẩm này là thực phẩm chức năng để hỗ trợ không có tác dụng thay thế các dược phẩm hỗ trợ điều trị. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm M1ND, đồng thời biết cách sử dụng M1ND sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham